bản lưu niệm, hãy để lại chữ ký của mình để làm một món quà, một kỷ vật dành cho ekip làm việc tại khu vực Bedrock màu trắng. Và xin được chào đón sự xuất hiện của nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ Trần Thu Trung. Và rất nhiều tài năng trẻ trong team Six Academy cũng đang có mặt tại khu vực sự kiện. Chào tất cả các bạn. Và xin mời các nghệ sĩ, chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực thảm đỏ để chào mừng team. Xin chào đón sự xuất hiện của đạo diễn Hoàng Thúy. Xin mời đạo diễn Hoàng Thúy, chúng ta sẽ di chuyển qua khán giả để chờ bạn thân điện. Xin chào diễn viên TikToker Yến Bến Thành cũng đang có mặt tại khu vực sự kiện. Xin mời nghệ sĩ Nam Cường di chuyển vào khu vực cảm đỏ để chờ bạn lưu niệm. Cũng đã có mặt tại sự kiện.
Dạ, xin mời Phương Bình Chi vào khu vực. Dạ, xin mời chị di chuyển qua khu vực backdrop để ký tên lưu niệm cùng với chúng em. Xin mời một thanh trực, chúng ta chờ bạn lưu niệm. Bây giờ chúng tôi xin mời danh nhân Thái Triều Vô di chuyển vào khu vực khám đỏ để chờ bạn lưu niệm cùng với người thân của mình. Sau khi mà các nghệ sĩ chúng ta chụp ảnh lưu niệm xong, kính mong quý anh chị chúng ta nhanh chóng di chuyển vào khu vực gần sân khấu để nhường lại không gian dành cho những khách mời tiếp theo. Dạ, xin mời chị đẹp Anh Thương và chúng ta di chuyển vào khu vực tập đỏ để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời chị Anh Thương. Dạ, xin mời Anh Thương và những người thân và những người đồng nghiệp của mình vào khu vực khán đài để chụp ảnh lưu niệm. Dạ, xin mời đạo diễn Aaron sẽ tiến vào khu vực khán đài để chụp ảnh lưu niệm cùng với băng giới. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sắp sửa được bắt đầu vào những phần chia sẻ kiến thức. Kính mong tất cả quý chị đã nhanh chóng di chuyển về khu vực gần sân khấu để ekip làm phim gồm giám đốc sáng tạo, giám đốc sản xuất, đạo diễn và các diễn viên cùng ngồi được giao lưu cùng với quý chị. Xin được chào đón sự có mặt của MC diễn viên Đại Nghĩa đang có mặt tại sự kiện cùng với chúng tôi. Rồi máy sao luôn, xin đây. Dạ, xin mời anh Aaron có thể tự nhiên cũng ở đây ạ. Xin cảm ơn anh. Và xin được chào đón sự có mặt của ca sĩ Mai Tiến Dũng đang có mặt tại sự kiện. Xin mời diễn viên Đình Cang chúng ta di chuyển vào khu vực tập đỏ để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời danh nhân Lan Nguyễn sẽ di chuyển vào khu vực tập đỏ để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời nhà sáng tạo nội dung TikToker Thiên An Thảo Thi sẽ di chuyển vào khu vực tập đỏ để chụp ảnh lưu niệm. Trần Trung Quân cũng đang sẵn sàng để chụp ảnh lưu niệm cùng với báo giới.